cậu, nếu ta muốn thì ngươi đã ở trong bụng ta nãy giờ rồi. Còn bạn thì sao? Bạn có sợ cái mập trắng vĩ đại không? Người ta nói rằng chúng tôi là một cỗ máy giết chóc hoàn hảo của biển cả đấy. Sợ chưa nào? Chúng tôi săn tất cả các con thú và không có con thú nào có thể săn lại chúng tôi cả. Ai có thể sống sót với hàm răng sắc như dao cạo này hả? Với hàm răng bén ngót và quai hàm khỏe, chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Cá mập thực sự là một thợ săn đáng sợ dưới lòng biển đấy nhé. Màu da và hình dáng giúp chúng tôi biến mất trong nước. Phần trên cơ thể có màu đậm và phần bụng thì sáng, giúp chúng tôi tiếp cận con mồi của mình một cách vô hình. Và khi tấn công, chúng tôi rất nhanh gọn và đầy chết chóc. Cá mập chúng tôi nổi tiếng xấu xa, đặc biệt là cá mập trắng vĩ đại. Mặc dù vậy, vào cuối ngày, chúng tôi chỉ là những con cá mà thôi. Bạn có thể tìm thấy cá mập ở đại dương và biển cả. Có đến hơn 300 loài cá mập khác nhau lẫn đó. Một vài loài cá mập bơi xuyên qua biển cả, trong khi một vài loài khác thì chỉ sống tại chỗ mà thôi. Bạn biết không, tôi không thể dừng bơi. Nếu tôi dừng lại, tôi sẽ chết đuối ngay. Vâng, đó chính là tôi, cá mập trắng vĩ đại. Tôi có thể ăn tất cả mọi thứ, nhưng thức ăn ưa thích nhất là hải cẩu và rùa. Và nếu bạn bất cẩn, bạn cũng có thể là con mồi của cá mập đấy. Nào, bây giờ cá mập tôi sẽ thử tài bạn đây. Hãy trả lời các câu hỏi cho đúng đấy nhé. Câu 1. Cá mập có điều gì đáng sợ nhất? A. Hàm răng sắc như dao cạo. B. Quai hàm khỏe. C. Thân hình to khỏe. D. Tất cả các câu trên. Cá mập là sát thủ của biển cả với những đặc tính rất đáng sợ như hàm răng sắc như dao cạo, quai hàm khỏe, thân hình to lớn. Bạn có sợ không nào? Nếu sợ thì hãy chọn câu D đi nào, vì đó là câu trả lời đúng đấy. Câu 2. Cá mập có thể được tìm thấy ở đâu? A. Ở sông. B. Ở biển cả và đại dương. Hãy cẩn thận khi đi biển nhé, vì đó là nơi sinh sống của cá mập đấy. Câu B là câu trả lời đúng đấy. Câu 3. Thức ăn của cá mập là gì? A. Các con cá nhỏ. B. Cái gì cũng có thể ăn được. Ừ, cá mập là loài ăn tạp, nên cái gì cũng có thể ăn được. Những nơi có mùi máu tanh là cá mập sẽ đánh hơi nhanh lắm đó. Vậy thì còn chờ gì nữa, bạn hãy chọn câu B thôi nào. Câu 4. Mặc dù ăn được nhiều thứ, nhưng thức ăn ưa thích nhất của cá mập là gì nhỉ? A. Hải cẩu. B. Rùa. C. Cả hải cẩu và rùa. Đúng rồi, mặc dù ăn được nhiều thứ, nhưng cá mập tôi lại thích nhất là thịt hải cẩu và rùa đấy nhé. Vậy thì câu C là câu trả lời đúng rồi. Câu 5. Thân cá mập có đến 2 màu khác nhau, đúng không bạn? A. Đúng rồi. B. Sai rồi, chỉ có một màu thôi mà. Cơ thể tôi được chia làm 2 màu khác nhau đó bạn ơi. Phần trên có màu đậm và phần bụng thì có màu sáng, để dễ dàng tiếp cận với con mồi một cách bất ngờ nhất. Hãy chọn câu A,
chạy thôi. Có rắn độc, cứu, cứu với. À. Xin chào, bạn đừng hiểu lầm nha. Tôi là rắn, nhưng không phải là rắn độc đâu. Tôi sẽ chẳng làm gì bạn